xong một hợp đồng máy về Nghệ An. Rồi M6040 về Nghệ An. Rồi cảm ơn bác nhiều. Xong. Đây, máy để ha, có một cây bô inox. Thiệt là đẹp luôn. Máy là bánh hông lớn, vỏ đầu vỏ mới. Thì máy này thì còn nguyên si luôn, em sẽ đem ra sau làm bảo dưỡng. Ngon lành. M6040 Nghệ An thì bây giờ đang làm kiểm tra điện thay nhớt với chuẩn bị gắn ủi vô. Máy M6040 về Nghệ An em đã lắp ủi xong. Đang chuẩn bị lên xe. Bây giờ rửa cái. Rồi, máy bây giờ đã xong rồi nha. Đây, em quay sơ sơ chuẩn bị lên máy luôn. M6040 về Nghệ An. Rồi, giờ bắt đầu lên máy nha. Này M6040 về Nghệ An. Quá ngầu anh em ơi. Thì có trang bị một cây bô Thái đã gắn vào luôn rồi. Dính chắc rồi, dính môi rồi. Rồi, máy lên xong rồi nhưng mà nó đang dướng chút, có gì để em tháo ra nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều luôn nha. Rồi em xin chào mọi người nha. Thì em quay sơ lược cái kho máy hiện có của công ty em ha. Thì bây giờ để em quay sơ lược cho mọi người xem ha. Bây giờ quay từ trên cao trước ha. Thì kho của em gồm có máy cày và máy gặt. Máy gặt lúa thì em có DC70 là để phía trước này ha. DC70 có hai loại là DC70G là cái loại có dừa khoan, và DC70 thường là những chiếc máy giống vậy. Ở phía trong đây thì em có để mấy chiếc 105 ha. Đây là máy lớn hàm cắt 3m 105X. Đây còn 3 chiếc cho anh em xem ha. Đây, em phong lớn ra. Đây anh em nào muốn xài cho mấy năm thì em có sẵn nhiều lắm nha. Ở phía bên đây là mà em cũng còn mấy chiếc DC95 ha, DC95GM hàm cắt 2m7 ha, đọc lòng 2m4. Đây là cái khu vực mà để những chiếc DC70G của Thái. Đây, nguyên phiên bản chưa hạ bồn. Đây anh em xem. Như là em có một số máy DC70 Plus, DC70G Plus là hàng chạy 95% đó, gần như mới. Mới chạy khoảng 100 với 200 giờ thôi. Đây. Rất là mới nha nè. Này là chiếc DC70G Plus hàng hiếm á, em về container được rồi. Còn cuốn chưa chắc hết sơn luôn ha. Phía trong này cũng để có để máy đó nha, phía trong. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha, đó 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha.
đây cho anh em dễ nhận diện nha.